Hoặc có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây thọ trì đọc tụng rộng vì người thuyết, thì hai công đức đây bình đẳng không khác nhau. Vì cớ sao? Vì nếu tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác nhiều như các sông Hằng khắp mười phương cõi, hoặc ba phen chỉ dẫn, hoặc tuyên thuyết 12 phần giáo thì đều phải nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà sanh ra. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân đem vô lượng phẩm vật thượng diệu như tràng hoa, cho đến đèn sáng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác như các sông Hằng khắp mười phương thế giới. Hoặc có thiện nam tử, thiện nữ nhân biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng dùng vô lượng đồ cúng thượng diệu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, thì hai công đức đây bình đẳng không khác nhau. Vì cớ sao? Vì các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác kia đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà sanh ra vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố, thì tương lai vị ấy chẳng bị đọa vào địa ngục bàng sanh ngạ quỷ, chẳng rơi vào hàng thanh văn và độc giác. Vì cớ sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân này quyết định sẽ trụ bậc bất thối chuyển, xa lìa tất cả việc tai họa, tật dịch, khổ não. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh chuyên tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, dùng vô lượng đồ cúng thượng diệu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, thì nhất định vị ấy dứt hẳn tất cả sự sợ hãi như kẻ mắc nợ, sợ hãi chủ nợ, bèn gần gũi phụng sự quốc vương, nương thế lực nhà vua tránh được sợ hãi. Bạch Đức Thế Tôn, vua dụ cho Bát Nhã Ba La Mật Đa kẻ mắc nợ, người dụ cho thiện nam tử, thiện nữ nhân nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa được thoát sợ hãi. Bạch Đức Thế Tôn, ví như có người nương dựa vua, nhờ vua bảo hộ, nên họ được mọi người cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Thiết lợi la của Phật cũng lại như thế, do huân tu từ Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên được các trời người A Tố là cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Bạch Đức Thế Tôn, vua dụ cho Bát Nhã Ba La Mật Đa, thiết lợi la của Phật dụ cho kẻ nương vua. Bạch Đức Thế Tôn, chư Phật đạt được trí nhất thiết tướng là cũng nhờ nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được. Vậy nên con nói, giả sử thiết lợi la của Phật đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, chọn lấy một phần, biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, cũng chọn lấy một phần, trong hai phần đây con nhất định lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì cớ sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì thiết lợi la của Phật cứng chắc hơn kim cương, đủ các màu sắc và 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân, 10 lực của Phật, 4 vô sở úy, 4 vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cho đến trí nhất thiết tướng của Như Lai, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thành tựu. Bạch Đức Thế Tôn, do sức oai thần của Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, nên năm pháp bố thí cũng được gọi là Ba La Mật Đa. Vì cớ sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì nếu không có Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì bố thí chẳng thể đưa đến chỗ rốt ráo được. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu trong kinh đô vương quốc, thành ấp xóm làng nào của tam thiên đại thiên thế giới, hoặc các thế giới khác, mà có người thọ trì đọc tụng, biên chép giải nói, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì hữu tình ở chỗ đó chẳng bị các loài nhân phi nhân làm não hại, chỉ trừ ác nghiệp đã chín mùi phải chịu. Hữu tình trong đây lần lượt tu học chánh hạnh tam thừa, tùy theo sở nguyện mà sớm chứng được niết bàn của tam thừa. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế làm lợi ích lớn cho cõi tam thiên đại thiên thế giới. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đủ đại thần lực, ở chỗ nào thì chỗ đó có Phật, làm các việc Phật, nghĩa là luôn làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Bạch Đức Thế Tôn, ví như thần châu đại bảo vô giá, có đủ vô lượng oai đức thắng diệu, thần châu này ở chỗ nào thì chỗ đó người và phi nhân không có não hại. Giả sử có người nam hoặc người nữ nào bị quỷ bắt giữ, thân tâm khổ não, nếu cầm thần châu đây đưa cho họ thấy thì do oai lực của thần châu quỷ liền bỏ chạy.
hoặc người bị bệnh nóng, bệnh gió, bệnh đàm hoặc nóng gió đàm tập hợp sanh bệnh. Nếu buộc thần châu nơi thân thì các bệnh như thế đều lành. Trong đêm tối, thần châu có thể soi sáng, và khi nóng làm cho mát, khi lạnh làm cho ấm. Bất cứ nơi đâu có thần châu thì thời tiết nơi đó điều hòa, chẳng lạnh chẳng nóng. Nếu nơi nào có thần châu thì rắn độc, bọ cạp không dám nương ở. Giả sử có người nam hoặc người nữ nào bị trúng độc, đau khổ mê man, nếu cầm thần châu đưa cho họ thấy thì nhờ oai lực của thần châu độc liền tiêu mất. Nếu các hữu tình thân bị tật hủi ghẻ dữ, đầy thủng nhặng mắt mù lòa, bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh cổ, bệnh thân, bệnh khắp tứ chi, đeo thần châu vào thân thì các bệnh đều lành. Nếu nước trong các ao hồ, suối giếng bị đục uế hoặc sắp cạn khô, đem thần châu bỏ vào trong ấy thì nước tràn đầy, thơm sạch, tinh khiết, đủ tám công đức. Nếu dùng tấm vải đủ các loại màu, xanh vàng đỏ trắng, hồng tía bích lục xen tạp nhau, gói thần châu lại rồi cho vào nước, vài ngũ sắc kia có màu sắc như thế nào thì nước cũng có màu sắc như thế. Viên thần châu đại bảo vô giá như vậy, oai đức vô biên, khen chẳng thể hết. Nếu đựng trong dương thì dương kia cũng thành tựu đầy đủ vô biên oai đức, dù cho dương này hiện tại trống không, nhưng do trước đây từng đựng thần châu nên nó vẫn được nhiều người mến trọng. Bấy giờ Khánh Hỷ hỏi trời Đế Thích rằng, thần châu như thế, chỉ độc nhất chư thiên mới có hay loài người cũng có? Trời Đế Thích thưa, bạch Đại Đức, trong cõi người và trên trời đều có châu này, nhưng ở trong cõi người thì châu này hình nhỏ mà nặng, còn ở trên trời thì châu này hình lớn mà nhẹ. Thần châu này ở trong cõi người, tướng của nó chẳng đầy đủ, nhưng ở trên cõi trời thì tướng của châu này tròn trịa. Thần châu trên cõi trời oai đức thù thắng vô lượng bội phần hơn ở cõi người. Khi ấy trời Đế Thích lại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng lại như vậy, làm gốc các đức năng diệt vô lượng pháp ác bất thiện. Ở bất cứ nơi đâu, nó cũng khiến cho thân tâm khổ não của các hữu tình đều được trừ diệt, nhân phi nhân chẳng làm hại được. Bạch Đức Thế Tôn, cái gọi là thần châu đại bảo vô giá, chẳng những chỉ dụ cho Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mà còn dụ cho trí nhất thiết tướng của Như Lai, cũng dụ cho tịnh lự Ba La Mật Đa cho đến bố thí Ba La Mật Đa, cũng dụ cho nội không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng dụ cho bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Cũng dụ cho pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, chân như thật tế, bất tư nghỉ giới. Vì cớ sao, bạch Đức Thế Tôn, vì công đức như thế, đều do đại oai thần lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa dẫn phát hiện bày. Công đức này sâu rộng, vô lượng, vô biên, thiết lợi la của Phật, do các công đức đã huân tu, nên sau khi Phật Niết Bàn, mới có thể kham nhận tất cả thế gian, trời, người, A Tố Lạc, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, thiết lợi la của Phật là cực viên mãn tối thắng thanh tịnh, do nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến bố thí Ba La Mật Đa, nội không cho đến vô tánh tự tánh không, bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, dứt hẳn tập khí phiền não nối nhau, và nương vào vô lượng vô biên Phật pháp khác, nên sau khi Phật Niết Bàn, mới có thể kham nhận tất cả thế gian trời người A Tố Lạc, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Đức Thế Tôn, thiết lợi la của Phật là công đức chân bảo cực viên mãn tối thắng thanh tịnh, do nương vào Ba La Mật Đa nên có thể kham nhận tất cả thế gian trời người A Tố Lạc, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Đức Thế Tôn, thiết lợi la của Phật là cực viên mãn tối thắng thanh tịnh, không nhiễm không tịnh, không sanh không diệt, không vào không ra, không thêm không bớt, không đến không đi, không động không ngừng, không đây không kia, do nương vào Ba La Mật Đa, nên sau khi Phật Niết Bàn mới có thể kham nhận tất cả thế gian trời người A Tố Lạc, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Đức Thế Tôn, thiết lợi la của Phật là thật tánh của các pháp, cực viên mãn tối thắng thanh tịnh, do nương vào Ba La Mật Đa nên sau khi Phật Niết Bàn mới có thể kham nhận tất cả thế gian trời người A Tố Lạc, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.
Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, ngoài việc nói Thiết Lợi La của Phật đầy tam thiên đại thiên thế giới, giả sử Thiết Lợi La của Phật đầy khắp mười phương giới nhiều như các sông Hằng, chọn lấy một phần, biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế cũng chọn lấy một phần, trong hai phần đây con nhất định chọn lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Vì cớ sao, bạch Đức Thế Tôn? Vì Thiết Lợi La của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế sanh ra, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế huân tu, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế làm chỗ nương tựa, nên có thể kham nhận tất cả trời rồng dược xoa hiện đạt phược a tố lạc yết lộ trà khẩn nại lạc mạc hô lạc già nhân phi nhân cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Thiết Lợi La của Phật thì vị đó sẽ hưởng được các sự giàu sang an vui không có cùng tận trong các cõi trời người. Trong cõi người đó là đại tộc Giác Đế Lợi, đại tộc Bà La Môn, đại tộc Trường Giả, đại tộc Cư Sĩ. Trên cõi trời đó là chúng trời tứ đại vương cho đến trời Tha Hóa Tự Tại. Tức do căn lành thù thắng như thế nên đến thân cuối cùng rứt sạch các khổ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây trí tâm lắng nghe thọ chỉ đọc tụng biên chép giải nói suy nghĩ đúng lý thì do Bát Nhã Ba La Mật Đa đây mà mau được viên mãn. Do được viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy nên khiến cho Tịnh Lự Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng được viên mãn. Do đây nên giỏi khéo, vượt bậc thanh văn và độc giác chứng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, được thần thông thủ thắng của Bồ Tát, hóa thần thông dạo các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, phát tư nguyện thù thắng, thọ các loại thân vì muốn làm lợi ích cho các loại hữu tình, nên làm chuyển luân vương, hoặc làm các tiểu vương, hoặc làm sát đế lợi, hoặc làm bà la môn, hoặc làm tỳ sa môn, hoặc làm đế thích, hoặc làm phạm vương, hoặc làm các loài khác lợi ích an vui cho vô lượng hữu tình. Do vậy, bạch Đức Thế Tôn, đối với Thiết Lợi La của chư Phật, con chẳng phải không tín thọ, chẳng phải không vui mừng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nhưng đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, con cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì được công đức rất nhiều hơn kia, do nhân duyên đây, con quyết định chọn lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì làm tăng trưởng tất cả Phật pháp, cũng là thu nhận sự giàu có an vui tự tại của thế gian và xuất thế gian, như vậy là đã cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Thiết Lợi La của Phật. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, nếu có ai muốn được thường thấy sắc thân, pháp thân của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác khắp mười phương, vô lượng vô số vô biên thế giới, nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì vị ấy sẽ thấy được hai thân của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác khắp mười phương, vô lượng vô số vô biên thế giới. Rồi dần dần tu Bát Nhã Ba La Mật Đa khiến cho mau viên mãn. Khi ấy nên dùng pháp tánh để tu tập quán Phật tùy niệm. Bạch Đức Thế Tôn, pháp tánh có hai, một là hữu vi, hai là vô vi. Trong đây cái gì gọi pháp tánh hữu vi? Đó là trí nội không, cho đến trí vô tánh tự tánh không, trí bốn niệm trụ, cho đến trí tám chi thánh đạo, trí ba môn giải thoát, trí mười lực Phật, cho đến trí 18 pháp Phật bất cộng, trí pháp thiện phi thiện, trí pháp hữu ký vô ký, trí pháp hữu lậu vô lậu, trí pháp hữu vi vô vi, trí pháp thế gian xuất thế gian, trí pháp tạp nhiễm thanh tịnh. Các trí môn nhiều vô lượng như thế đều được gọi là pháp tánh hữu vi. Trong đây pháp tánh vô vi là gì? Đó là tất cả pháp vô sanh vô diệt, vô trụ vô dị, vô nhiễm vô tịnh, vô tăng vô giảm, vô tướng vô vi, tự tánh các pháp. Sao gọi là tự tánh các pháp? Tự tánh tất cả pháp là vô tánh, như vậy gọi nó là pháp tánh vô vi. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy,
Đúng như ông đã nói, chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đều nương vào bát nhã ba la mật đa mà đã chứng, sẽ chứng, hiện chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đệ tử thanh văn của chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đều nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa mà đã được, sẽ được, hiện được quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Các vị độc giác, quá khứ, vị lai hiện tại đều nương vào bát nhã ba la mật đa mà đã chứng, sẽ chứng, hiện chứng quả độc giác bồ đề. Vì cớ sao, này Kiều Thi Ca, vì trong tạng bí mật của bát nhã ba la mật đa như thế đã rộng nói pháp tương ưng với tam thừa, song những điều đã nói ở đây đều lấy không sở đắc làm phương tiện, không tánh không tướng làm phương tiện, không sanh không diệt làm phương tiện, không nhiễm không tịnh làm phương tiện, không tạo không tác làm phương tiện, không nhập không xuất làm phương tiện, không tăng không giảm làm phương tiện, không thủ không xả làm phương tiện. Những điều đã nói như thế đều là do thế tục mà nói, chẳng phải thắng nghĩa. Vì sao vậy? Vì bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng phải bờ đây, chẳng phải bờ kia, chẳng phải hai bờ, chẳng phải giữa dòng, chẳng cao chẳng thấp, chẳng bình đẳng, chẳng phải chẳng bình đẳng, chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải thiện, chẳng phải ác, chẳng phải hữu ký, chẳng phải vô ký, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Này Kiều Thi Ca, bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng đồng với Pháp Phật, chẳng đồng với Pháp Đại Bồ Tát, chẳng đồng với Pháp Độc Giác, chẳng đồng với Pháp Thanh Văn, cũng chẳng bỏ Pháp Dị Sanh. Trời Đế Thích lại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế, là Đại Ba La Mật Đa, là Vô Thượng Ba La Mật Đa, là Vô Đẳng Đẳng Ba La Mật Đa. Khi các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thế, tuy biết tâm hành cảnh giới của tất cả hữu tình sai khác nhau, nhưng chẳng thủ đắc ngã, chẳng thủ đắc hữu tình cho đến chẳng thủ đắc tri giả kiến giả, chẳng thủ đắc sắc cho đến thức, chẳng thủ đắc nhãn cho đến ý, chẳng thủ đắc sắc cho đến pháp, chẳng thủ đắc nhãn thức cho đến ý thức, chẳng thủ đắc nhãn xúc cho đến ý xúc, chẳng thủ đắc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng thủ đắc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng thủ đắc nội không cho đến vô tánh tự tánh không, chẳng thủ đắc bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng thủ đắc bồ đề, chẳng thủ đắc niết bàn, chẳng thủ đắc chư Phật và pháp chư Phật. Vì cớ sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì đối với tất cả pháp, chẳng phải bát nhã ba la mật đa đây nương có sở đắc mà xuất hiện. Vì sao vậy? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa đều không có tự tánh, cũng không có sở hữu, cũng chẳng thể nắm bắt năng đắc sở đắc, và hai chỗ nương tánh tướng đều là không, không thể thủ đắc. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Này Kiều Thi Ca, các Đại Bồ Tát đã nhiều kiếp tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, còn chẳng đắc bồ đề, huống nữa là đắc pháp Bồ Tát. Trời Đế Thích thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ Tát chỉ hành bát nhã ba la mật đa, hay cũng hành năm pháp ba la mật đa kia? Phật đáp, này Kiều Thi Ca, các Đại Bồ Tát lấy không sở đắc làm phương tiện, tu đủ 6 pháp ba la mật đa, nghĩa là các Đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, chẳng thủ đắc bố thí ba la mật đa, chẳng thủ đắc người thí và kẻ thọ thí. Khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, chẳng thủ đắc tịnh giới ba la mật đa, chẳng thủ đắc người trì giới và kẻ phạm giới. Cho đến khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thủ đắc bát nhã ba la mật đa, chẳng thủ đắc người đầy đủ diệu tuệ và kẻ đầy đủ ác tuệ. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, với bát nhã ba la mật đa sâu xa, làm pháp đứng đầu, làm pháp dẫn đường, thì các Đại Bồ Tát tu hành tất cả ba la mật đa mau được viên mãn. Khi Đại Bồ Tát này hành bố thí với bát nhã ba la mật đa sâu xa, làm pháp đứng đầu, làm pháp dẫn đường, tu tập bố thí ba la mật đa mà không chấp trước, thì mau được viên mãn. Cho đến khi hành bát nhã ba la mật đa với